Mến chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, tháng 5 đã về, tháng mà giáo hội dành riêng để dâng hoa kính Đức Mẹ. Đặc biệt, chúng ta có ngày 13 tháng 5 là ngày kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, Bồ Đào Nha. Và năm nay cũng là kỷ niệm 20 năm toàn bộ bí mật Fatima được công bố. Trong cuộc thần hiện tại Fatima với ba trẻ đó là Lucia, Francisco và Jacinta, Đức Mẹ đã mặc khải cho họ thấy những thị kiến. Sau đó, chính những thị kiến này đã được chính tay chị Lucia viết lại và được lưu trữ cho đến ngày hôm nay. Dưới nhãn quan của nhiều người, bí mật Fatima vẫn là một điều gì đó huyền bí và khó hiểu. Hơn thế nữa, trong cơn đại dịch Covid-19 này, nhiều người đã quy gán cho bí mật Fatima những lời đồn đoán không đúng với giải thích của giáo hội. Vậy, chúng ta phải có cái nhìn về bí mật Fatima như thế nào? Giờ đây, chúng ta cùng trò chuyện với Sơ Maria Đinh Thị Sáng nhé. Chào sư Phương Trang và quý vị khán giả. Chúng con xin chào sơ. Chúng con rất vui khi sơ đã nhận lời mời đến chia sẻ với chúng con trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé. Câu đầu tiên con muốn hỏi sơ đó là sơ có thể cho con và mọi người được biết bí mật Fatima gồm có mấy phần không thưa sơ? Bí mật Fatima gồm có 3 phần. Hai phần đầu sơ Lucia viết ở trong tập hồi ký thứ 3 và ngày 31 tháng 8 năm 1941, và thêm một số ghi chú nữa trong tập hồi ký thứ 4 vào cũng cùng một năm ấy, tức là sau 24 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Còn phần thứ 3 thì sơ Lucia viết là theo lệnh của Đức Giám mục Giáo phận Fatima và vâng lời Đức Mẹ thì sơ mới viết ra. Sơ viết vào ngày 3 tháng Giêng năm 1944. Chỉ có một bản chép tay duy nhất thôi. Cái bản chép tay này chúng ta có thể thấy được ở do website của Vatican cung cấp. Sau khi viết xong thì phong bì được niêm ấn lại và gửi cho Đức Giám mục Giáo phận cất giữ. Nhưng để được gọi là bí mật thì phong bì này lại được chuyển về trao cho văn phố mật của Thánh bộ tại Vatican, ngày hôm nay chúng ta gọi là Bộ Giáo lý Đức tin, vào ngày 4 tháng 4 năm 1957. Thưa sơ, như sơ đã nói, bí mật Fatima chỉ có một bản viết tay duy nhất. Vậy thì những ai là người đã được tiếp cận với bản viết tay này thưa sơ? Có một số người đã được hân hạnh tiếp cận với bản viết tay của chị Lucia. Trước hết là Đức Giáo Hoàng Gioan 23. Sau khi Ngài được đăng quang một năm thì vị đại diện của Thánh bộ đó là cha Phêrô Phaolô Filippe dòng Đa Minh đó, được phép của Đức Hồng Y Ottaviani, đã cầm cái bí mật này trao cho Đức Giáo Hoàng Gioan 23. Lúc ban đầu Ngài lưỡng lự một chút, sau đó Ngài nói chúng ta sẽ đợi, cha sẽ cầu nguyện, cha sẽ cho con hay điều cho quyết định. Nhưng mà trong thực tế thì Ngài hoàn lại cái phong bì này vẫn còn niềm ấn cho văn khố của Thánh bộ và đã không công bố phần thứ 3 của bí mật Fatima. Hôm đó là ngày 17 tháng 8 năm 1959. Kế tiếp là Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục. Khoảng năm 1965, Ngài đã đọc nội dung của bí mật Fatima cùng với vị phụ tá của Ngài là Đức Giám mục Angelo D'Acqua. Ngài đọc cái bí mật Fatima, nhưng sau đó Ngài không công bố, lại trả lại cho Thánh bộ. Đến thời của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, sau khi Ngài bị mưu sát vào ngày 31 tháng 5 năm 1981, Ngài liền yêu cầu mở cái bí mật này ra. Và từ đó, bí mật này được dịch ra tiếng Ý. Như vậy, sau một tháng thì trả lại cho Thánh bộ hai phong bì, một phong bì bản gốc và một phong bì bản dịch. Thưa sơ, con có một thắc mắc. Và con nghĩ là cũng sẽ có nhiều người thắc mắc giống như con, là tại sao mà sau khi các Đức Giáo Hoàng đã đọc các bí mật của Fatima, các ngài đều hoàn trả lại bí mật và không công bố cho mọi người được biết,
phải chăng là các đức giáo hoàng lo ngại điều gì? Và còn một thắc mắc nữa đó là phần thứ ba của Bí mật Fatima đã được viết vào năm 1944 mà mãi đến năm 1959 vào thời của Đức Gioan 23 thì bí mật này mới được mở ra. Sơ có thể giải thích cho con rõ hơn được không? Nhiều người cho rằng các đức giáo hoàng đều run sợ khi đọc phần thứ ba của Bí mật Fatima, bởi vì những cái lời tiên tri ở trong bí mật ấy rất là hãi hùng, nói về chính bản thân của các ngài. Nhưng thực sự thì không phải như vậy. Chẳng hạn như Đức Giáo Hoàng Gioan 23, ngài chỉ lưỡng lự một chút thôi và ngài đã viết rằng: tôi định đọc cái bí mật này với cha giải tội của tôi. Ngài không diễn tả thêm một lời nói nào hay một cử chỉ nào bày tỏ sự hoang mang, nhưng lại trả về cho thánh bộ. Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 cũng như Đức Giáo Hoàng Gioan đệ nhị cũng vậy. Các ngài là những vị thánh thiện, các ngài là những người bạn thân thiết của Thiên Chúa, các ngài biết rõ khi nào chưa muốn tiết lộ bí mật và cũng là một người khôn ngoan. Chúng ta đều thấy đó, cả ba vị giáo hoàng tiếp xúc với bí mật Fatima đều đã được phong thánh. Còn về niên lịch, tại sao Sơ Lucia lại chỉ muốn trao cái bí mật này vào năm 1960 trở đi? Ngài nói rằng ngài có trực giác, nếu mà trao cái bí mật này trước cái thời gian đó và được đọc trước thời gian đó thì người ta sẽ không hiểu được. Trong phần thứ nhất của bí mật Fatima có nhắc đến thị kiến về hỏa ngục. Chị Lucia có kể lại rằng: Đức Mẹ cho chúng con thấy một biển lửa lớn lao, xem ra như là nằm dưới lòng đất. Trong biển lửa này là các quỷ dữ và các linh hồn mang hình dạng con người, giống như những cục than hồng đang cháy trong suốt. Tất cả đều đen đủi hay màu đồng đánh bóng, đang trôi nổi giữa vùng hỏa hoạn. Lúc thì bị tung lên trong không trung do những ngọn lửa hồng, lúc thì bị té xuống tứ phía như những đốm lửa trong một biển lửa vĩ đại, không trọng lượng, không thăng bằng, giữa những tiếng rên xiết và la hét. Thị kiến này đã làm cho ba chị nhỏ phải kinh hoàng và khiếp sợ. Thế còn phần thứ hai thì như thế nào thưa sơ? Phần thứ hai là lời mời gọi tôn sùng trái tim vô nhiễm của mẹ để cứu vớt các linh hồn khỏi rơi vào hỏa ngục và để cho thế giới được thái bình. Sơ Lucia viết: rồi chúng con nhìn lên Đức Mẹ, ngài nói với chúng con bằng một giọng rất là êm đềm: chúng con đã nhìn thấy hỏa ngục nơi các linh hồn của những tội nhân khốn nạn phải tới. Để cứu vớt họ, Thiên Chúa muốn thiết lập trên thế giới việc tôn sùng trái tim vô nhiễm của mẹ. Nếu điều mẹ muốn nói với các con được thi hành thì nhiều linh hồn sẽ được cứu rỗi và sẽ có hòa bình, chiến tranh sẽ chấm dứt. Nhưng nếu con người không ngừng xúc phạm Thiên Chúa thì một trận chiến tàn khốc sẽ bộc phát trong triều đại của Đức Pio thứ 11. Khi chúng con thấy một đêm được rọi sáng bằng một luồng sáng lạ thường thì hãy biết rằng đây là dấu hiệu vĩ đại Thiên Chúa báo cho chúng con biết là Ngài sắp trừng phạt thế giới với những tội ác của nó qua hình thức chiến tranh, đói khát và những cuộc bách hại giáo hội và Đức Thánh Cha. Để ngăn ngừa điều này, mẹ đòi hỏi hãy dâng hiến nước Nga cho trái tim vô nhiễm của mẹ. Phải rước lễ đền tạ trong các ngày thứ bảy đầu tháng. Nếu những đòi hỏi của mẹ được lưu tâm đến, nước Nga sẽ trở lại và sẽ có hòa bình. Nếu không, nó sẽ gieo rắc những lầm lạc của nó trên khắp thế giới, gây nên những chiến tranh và bách hại giáo hội. Người tín hữu sẽ phải tự đạo. Đức Thánh Cha sẽ gặp nhiều đau khổ. Một số quốc gia sẽ phải diệt vong. Nhưng cuối cùng, trái tim vô nhiễm của mẹ sẽ toàn thắng. Đức Thánh Cha sẽ dâng hiến nước Nga cho trái tim của mẹ và thế giới sẽ được ân hưởng một thời gian thái bình. Con thưa sơ, thưa các bạn, trong thời gian vừa qua,
Thế giới chúng ta phải đối diện với một biến cố lớn lao. Có thể nói đó chính là biến cố lịch sử. Biến cố này không những đã lấy đi biết bao nhiêu sinh mạng của con người, mà nó còn ảnh hưởng đến mọi phương diện của cuộc sống như chính trị, kinh tế, văn hóa và tôn giáo. Và khi cơn đại dịch xảy ra, có một số người hoang mang cho rằng lời tin báo của bí mật Fatima đang được ứng nghiệm. Vì một trong những lần hiện ra, Đức Mẹ có nói rằng: các con hãy ăn năn, hãy đền tội, vì nhân loại sẽ phải trải qua những cơn dịch tễ, loạn lạc và chiến tranh. Và dựa vào đó, họ quy gán cho dịch corona chính là sự ứng nghiệm của bí mật Fatima. Vậy, sơ có ý kiến gì về vấn đề này không thưa sơ? Không chỉ hôm nay mà dọc dài lịch sử, chúng ta thấy đều xảy ra loạn lạc, chiến tranh, dịch tễ. Ví dụ như trong thế kỷ 20, chúng ta thấy có Thế chiến lần thứ nhất, Thế chiến lần thứ hai. Chính Francisco và Jacinta cũng bị tử vong trong cơn đại dịch cúm Tây Ban Nha bắt đầu từ năm 1918 và lan tràn trên khắp thế giới, làm cho 1/3 dân số toàn cầu lúc đó bị nhiễm. Hơn 50 triệu người đã thiệt mạng đấy chứ. Trong những lúc đen tối và nguy kịch đó, các vị đứng đầu giáo hội, một vài vị nguyên thủ quốc gia, đứng đầu giáo phận hay là dòng tu thường công khai cử hành nghi thức dâng hiến đất nước, quê hương, con cái của mình cho Đức Maria, kèm theo việc sám hối, ăn chay để xin ơn an bình cho thế giới. Bên cạnh lời tiên đoán về dịch corona, thì trong phần thứ 3 của bí mật Fatima được mặc khải tại Cova da Iria vào ngày 13 tháng 7 năm 1917, có nhắc đến một vị giám mục. Và vị giám mục này sẽ bị bắn và bị đau khổ. Dựa vào những lời tiên đoán đó, người ta đã cho rằng vị giám mục này chính là Đức Giáo Hoàng Francisco đương nhiệm của chúng ta. Ngài sẽ bị nguy hiểm, thậm chí có khi ảnh hưởng cả đến tính mạng. Vậy thì trước những lời đồn đoán như thế, xin sơ có thể giải thích cho con và mọi người được hiểu rõ hơn không? Đúng là trọng tâm của phần thứ 3 bí mật Fatima nói về Đức Giáo Hoàng đã gây ra rất nhiều lời giải thích và tranh luận khác nhau. Trước hết chúng ta hãy nghe lại nguyên văn của phần thứ 3 này nhé. Sau hai phần mà con đã giải thích rồi, ở phía bên tay trái Đức Mẹ và hơi cao lên một chút, chúng con thấy một thiên thần với thanh gương bừng cháy trong tay trái, sáng rực lên, nó như tung ra những ngọn lửa, giống như là chúng sẽ đốt cháy thế giới. Nhưng sau đó tắt ngấm đi khi chạm phải ánh vinh quang mà Đức Mẹ tỏa ra về phía thiên thần từ tay phải của Mẹ. Chỉ tay xuống trái đất, thiên thần hô lớn: "Đền tội! Đền tội! Đền tội!" Và chúng con thấy trong luồng sáng chan hòa chính là Thiên Chúa, một điều gì đó tương tự như cách người ta xuất hiện trong gương khi họ đi qua trước mặt một vị giám mục màu trắng mà chúng con có cảm tưởng đó là Đức Thánh Cha. Các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ khác đang bước lên một ngọn núi thẳng đứng, mà trên ngọn núi ấy có cây thánh giá lớn làm bằng thân cây sần sùi như loại gỗ bấc, còn cả vỏ. Trước khi tới nơi, Đức Thánh Cha đã đi ngang qua một thành phố lớn mà một nửa đã bị tiêu diệt và một nửa thì đang rung rinh với bước chân ngập ngừng, ảnh hưởng của đớn đau và nhiều phiền muộn. Ngài đã cầu nguyện cho các linh hồn của những tử thi Ngài gặp dọc đường. Khi đã tới đỉnh núi, khi đang quỳ dưới chân cây thánh giá, thì Ngài bị chết bởi một nhóm binh sĩ với những viên đạn và những mũi tên bắn vào Ngài. Và cũng bằng cách như vậy, Ngài đã chết ở đó. Người nọ nối tiếp người kia, các vị giám mục khác, các linh mục, các tu sĩ nam nữ và nhiều giáo dân
của nhiều tầng lớp xã hội địa vị khác nhau. Bên dưới hai cánh tay thánh giá có hai thiên thần, mỗi vị cầm trong tay một bình đựng nước thánh pha lê. Các ngài thu máu của các vị tự đạo vào trong thất bình này và rảy lên trên các linh hồn đang tìm đường đến với Thiên Chúa. Đức giáo hoàng này có phải là Đức Francisco hay là một vị giáo hoàng tương lai không? Xin thưa là không. Chúng ta nhớ lại nhé, vào ngày 13 tháng 5 năm 1981, sau khi dâng lễ kỷ niệm Đức Mẹ Fatima tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma đó, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị chào thăm và chúc lành dân chúng, thì bỗng dưng ngài bị bắn hai viên đạn ở bụng. Kẻ ám sát ngài là Mehmet Ali Aka, 23 tuổi, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ. Cuộc bút sát này được phối hợp bởi cơ quan cộng sản vô thần KGB Liên Xô, đặc vụ KDS Bulgari và mật vụ Stasi của Đông Đức. Trong suốt thời gian phẫu thuật, hàng ngàn tín hữu đã thiết tha cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và ngài đã thoát khỏi cơn nguy kịch. Chính Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II sau đó đã xác nhận với các đức giám mục Ý rằng chính bàn tay của một người mẹ đã đẩy đưa viên đạn, và trong cơn đau cùng cực, Đức Thánh Cha đã được dừng lại trước ngưỡng cửa của thần chết. Một năm sau, vào ngày 12 tháng 5 năm 1982, Đức Thánh Cha đã đến linh địa Fatima để tạ ơn Đức Mẹ và để gặp Sơ Lucia. Ngài cũng lặp lại hành vi tạ ơn này tại Fatima vào ngày 13 tháng 5 năm 1991 và Đại Năm Thánh 2000. Đây cũng là thời điểm quan trọng ngài công bố cho toàn thể thế giới bí mật Fatima. Viên đạn đã từng nằm trong xe jeep sau vụ vô sát của Đức Giáo Hoàng đó, bây giờ được đặt vào triều thiên của thánh tượng mẹ Fatima. Vậy thì có nghĩa là vị giám mục mặc áo trắng trong thị kiến của phần thứ ba Fatima đó chính là Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai. Thế thì vào thời ấy, chị Lucia có ý kiến gì về lời công bố của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai không, thưa sơ? Chính sơ Lucia cũng nói rằng tuy Đức Mẹ không có nói cho chúng con biết rõ tên của Đức Giáo Hoàng là gì, nhưng chúng con hoàn toàn đồng ý với lời công bố của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị như trên. Ngài là vị giám mục áo trắng trong bí mật Fatima. Thưa sơ, qua những chia sẻ của sơ, có nghĩa là bí mật Fatima đã được ứng nghiệm. Thị nhân Lucia cũng đã về trời vào năm 2005 và đang trong quá trình phong chân phước. Các bí mật, các biến cố dường như đã lui vào quá khứ. Vậy thì bí mật Fatima muốn nói với chúng ta và người thời đại hôm nay điều gì, thưa sơ? Bí mật Fatima có thể nói với chúng ta ba điều. Điều thứ nhất, bí mật Fatima tuy đã được giải mã rồi, đã trở thành hiện thực rồi, nhưng vẫn là lời kêu gọi chúng ta đền tội và hoán cải luôn mãi. Bí mật Fatima thôi thúc chúng ta cầu nguyện như con đường để cứu các linh hồn và để phục hồi thế giới đang bị đổ vỡ và hư hỏng của chúng ta hiện nay. Sứ điệp Fatima mời gọi chúng ta cầu nguyện cho những người không có niềm tin, không có niềm hy vọng và không có tình yêu vào Thiên Chúa. Điều thứ hai, Fatima không thỏa mãn tính hiếu kỳ của chúng ta đâu. Những ai mong đợi mặc khải cánh chung đầy kịch tính về ngày tận cùng của thế giới hoặc là về tương lai của lịch sử thì buộc phải thất vọng. Chúng ta cần phải học hỏi Thánh Kinh và giáo lý của Hội Thánh Công Giáo. Hãy dùng Thánh Kinh và giáo lý để soi sáng cho các mặt khải tư. Chúng ta hãy tỉnh thức
đừng để mình trở thành nạn nhân của các giáo phái, thí dụ như giáo phái Sư Điệp Từ Trời, giáo phái Mẹ Đức Chúa Trời hay các giáo lý sai lạc tương tự. Điều thứ ba, Sư Điệp Fatima mời gọi chúng ta tin vào lời hứa, trái tim vô nhiễm của mẹ sẽ toàn thắng. Điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là những trái tim nào rộng mở cho Thiên Chúa, được thanh tẩy bằng chiêm niệm và yêu thương, thì mạnh hơn bất cứ súng đạn nào. Lời xin vâng phát ra từ trái tim của mẹ Maria đã thay đổi lịch sử thế giới là gì đấy? Cuối cùng, chúng ta cũng phải tin vào lời hứa của Chúa Giêsu. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó, nhưng hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian rồi. Con xin cảm ơn sơ. Hy vọng qua những chia sẻ của sơ, mọi người sẽ hiểu hơn về bí mật Fatima và thêm vững tin hơn vào lời hứa của mẹ, trái tim mẹ sẽ toàn thắng. Xin cảm ơn sư Phương Trang và quý vị khán giả thật nhiều ạ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Mến chúc quý vị và các bạn mỗi ngày một thêm yêu mến Đức Mẹ hơn qua việc trung thành thực thi ba mệnh lệnh của Đức Mẹ: cải thiện đời sống, tôn sùng trái tim mẹ và siêng năng lần hạt mân côi.